Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, trường học phép thuật, nơi quy tụ rất nhiều nhân tài. Tại đây, có những anh chàng nhân vật chính mới được chuyển sinh đến và sở hữu nguồn sức mạnh cực khủng. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime main bá đạo được chuyển đến trường học phép thuật. 10. Doku Hentai HX Eros, thể loại hành động hài hước siêu nhân AC học đường Shonen. Trong một thế giới bên bờ vực của một thảm họa lớn bắt đầu cách đây 5 năm, những anh hùng với sự trợ giúp của một thiết bị được gọi là HX Eros sử dụng sức mạnh của AG, H và sức mạnh khiêu dâm Ero để cứu hành tinh khỏi sự ăn thịt của ham muốn tình dục quái vật. Enzo Reto và Hoshino Kirara là những người bạn thời thơ ấu đã rời xa nhau. Một ngày nọ, họ bị bắt trong một trận chiến chống lại bọ kiểm duyệt ăn năng lượng tình dục của con người để tiến hóa. Sau khi hạ gục kẻ thù thành công, họ tham gia vào một nhóm anh hùng như họ, sử dụng sức mạnh khiêu dâm của lực lượng HX Eros để chống lại quái vật. 9. Zuo Mujin no Fafnir, thể loại fantasy lãng mạn harem học đường. Câu chuyện về một cậu trai có tên là Yu Mononobe, giống đực duy nhất trên thế giới D. Vào một ngày đẹp trời, cậu ta đổ hốt vô học tại trường nữ sinh Midgar, ngôi trường vốn chỉ dành cho những cô gái D. Cuộc sống của cậu giờ đây sẽ ra sao khi mà mới vào học ngày đầu tiên đã giúp con gái nhà người ta khỏi lấy chồng? Trong cái rủi, may mà không kẹp thêm cái xui khi mà cậu được đoàn tụ với cô em gái bé bỏng Mitsuki của mình. 8. Keep Curse Curious, thể loại hành động hài hước siêu nhiên AC học đường. Minase Haruaki là một chàng học sinh khỏe mạnh và có khả năng kháng lại các loại trù ếm một cách tự nhiên. Một ngày nọ, Haruaki được cha giao cho một chiếc hộp đen. Tối hôm đó, cậu gặp một bé loli tóc trắng đang ăn trộm bánh gạo. Bé này chính là hình dạng người của cái hộp đen kia. Nó là một công cụ tra tấn với cái tên Fear Incub. Cậu và cô gái tên Fear này đã chiến đấu chống lại các công cụ bị trù ếm khác gọi là Worse, sử dụng 32 kỹ năng tra tấn của Fear. 7. Mahou Senshou, thể loại hành động fantasy. Trên đường tập luyện kiếm đạo, Takeshi tình cờ gặp một cô gái xem bộ đồng phục bất tỉnh. Takeshi đã giúp cô ấy và đổi lại. Cô gái tỉnh dậy, vô tình đã biến anh ta thành một người biết sử dụng phép thuật. Takeshi phát hiện ra rằng, thế giới mà anh ấy sống và thế giới của những người sử dụng phép thuật. Hầu hết những người sử dụng phép thuật chỉ muốn chung sống hòa bình với những người không phải là pháp sư, nhưng có một số người có tham vọng lớn hơn. Mui Aiba là một pháp sư được ghi danh vào Học viện Phép thuật Subaru, nơi mà những người sử dụng phép thuật có thể học cách kiểm soát và chuyển đổi sức mạnh của họ, cũng như học cách chung sống hòa bình với những người bình thường. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Mui, Takeshi và những người bạn mới là pháp sư Kurumi Isoshima và Kazumi Ida cũng quyết định đăng ký vào Học viện Phép thuật. Cả ba người đều có những lý do khác nhau để chiến đấu, cho dù họ chiến đấu để thoát khỏi quá khứ hay bắt kịp được tương lai. Họ sử dụng các loại sức mạnh khác nhau mà họ phải học cách khai thác để chống lại Ghost Killers, một nhóm các pháp sư sẵn sàng sử dụng bạo lực để khẳng định ưu thế của họ so với con người. Bị truy đuổi bởi Ghost Killers, Takeshi và những người bạn của mình phải tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, đối mặt với thủ lĩnh của Killers và ngăn chặn sự khởi đầu của đại chiến ma thuật lần thứ hai. 6. Serei Sukeno Blade Dance, thể loại hành động hài hước fantasy lãng mạn siêu nhiên Echi Harem học đường. Trên đường đến học viện tinh linh Aresha, Kamito Kazehaya tình cờ gặp Claire Roach, một học sinh đang tắm. Như một phần của buổi lễ thanh tẩy, cô ấy đã chuẩn bị lập giao ước với một tinh linh mạnh mẽ để có thêm sức mạnh như một tinh linh sư. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô ấy đã bị lãng phí khi mà Kamito chiếm lấy tinh linh, mặc dù thực tế là chỉ có những thiếu nữ trong đền mới có thể trở thành tinh linh sư. Tuy nhiên, Claire sau đó thông báo rằng Kamito phải trở thành tinh linh giao ước của cô ấy thay thế. Sau khi đến trường, Kamito trốn thoát khỏi Claire và gặp hiệu trưởng Greyworth Shellmays, người đã mời cậu nhập học tại học viện. Mặc dù cuộc sống của anh ấy tại Aresha sẽ không dễ dàng khi là nam sinh duy nhất trong số các công chúa, anh miễn cưỡng chấp nhận để đổi lấy thông tin về tinh linh đã giao ước trước đây của mình, Restia Ashdol. Thêm vào đó, anh ta cũng phải thực hiện yêu cầu chính của Greyworth,
giành chiến thắng trong Kiếm Vũ, một lễ hội chiến đấu diễn ra trong 2 tháng, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với tinh linh sử mạnh nhất được đồn đại là đã khế ước với một tinh linh bóng tối. Năm, Macademy Warshoy, thể loại hài hước fantasy lãng mạn siêu nhân AC học đường. Học viện pháp sư là vùng đất phép thuật mà con người bình thường không thể đến đó được. Takuto Hasegawa là một trong số các học sinh trong trường đó. Trong bài kiểm tra triệu hồi, cậu ấy ngẫu nhiên triệu hồi ra một cô gái có tên là Tanarot, một người có đủ sức mạnh để tiêu diệt thế giới. May thay, cô ta nguyện thể sống chết bên cạnh người đã tạo ra mình, và cô ta bày tỏ sự trung thành thế nào. Bốn, Shino Nakama Zanai to Yusha, thể loại hài hước fantasy lãng mạn AG. Một anh chàng đã không thể trở thành anh hùng vì quỷ vương đã bị đánh bại ngay trước khi kỳ thi sát hạch anh hùng kết thúc. Giấc mơ đã bị vùi dập. Rao dành cả ngày của mình làm việc tại một cửa hàng ma thuật trong thủ đô. Một ngày nọ, có một người muốn xin làm việc tại cửa hàng của anh với một đơn xin việc khá khác thường. Ba, Zero No Tsukema, thể loại hành động phiêu lưu hài hước fantasy lãng mạn AC harem học đường. Lewis là một pháp sư tự đắc trong thế giới của đũa phép áo choàng và hoàng gia. Mặc dù cô học tại học viện Tristan, một ngôi trường danh giá dành cho các pháp sư, nhưng cô ấy lại gặp một vấn đề lớn. Lewis không thể sử dụng phép thuật đúng cách, khiến cho cô bị các bạn cùng lớp đặt cho biệt danh là Lewis the Zero. Khi các sinh viên năm nhất được yêu cầu thực hiện nghi thức triệu hồi, việc triệu hồi của Lewis dẫn đến một vụ nổ thảm khốc. Đây lại là một thất bại nữa. Nhưng khi làn khói tan đi, một cậu bé có tên là Saito Hiraga xuất hiện. Bây giờ đã quen thuộc nơi đây, tuy nhiên Saito bị coi như nô lệ, buộc phải giặt giũ quần áo và ăn ở trên đất. Nhưng một biểu tượng lạ được tìm thấy khắc trên tay của Saito từ nghi thức triệu hồi, và người ta tin rằng đó chính là dấu ấn của một con người mạnh mẽ có tên là Gandalf. Hoàng dã, phiêu lưu và bùng nổ, Zero No Tsukema theo chân Saito khi anh đến với cuộc sống mới và khi Lewis chứng minh rằng có nhiều điều đối với cô hơn là biệt danh của mình. 2. Mairimashita Irumakun, thể loại hài hước fantasy siêu nhiên ác quỷ học đường shonen. Iruma Suzuki, 14 tuổi, đã không may mắn trong suốt cuộc đời của mình, phải làm việc để kiếm tiền cho cha mẹ vô trách nhiệm của mình dù chưa đủ tuổi. Một ngày nọ, anh phát hiện ra rằng cha mẹ mình đã bán anh cho chúa quỷ Sullivan. Tuy nhiên, những lo lắng của Iruma về những gì sẽ xảy ra với anh sớm được giải tỏa, vì Sullivan chỉ đơn thuần muốn có một đứa cháu, nuông chiều anh ta và bắt anh ta theo học tại ngôi trường quỷ Babel. Lúc đầu, Iruma cố gắng luôn giữ một vẻ ngoài khiêm tốn vì sợ các bạn của mình phát hiện ra rằng mình là con người. Nhưng thật không may, điều này trở nên khó khăn hơn những gì mà anh ấy mong đợi. Hóa ra chính Sullivan lại là chủ tịch của ngôi trường và mọi người đều mong đợi anh ấy sẽ trở thành ma vương tiếp theo. Iruma ngay lập tức thấy mình đang ở trong một tình huống bất thường khi phải niệm một câu thần chú bị cấm trước toàn trường. Với điều này, Iruma ngay lập tức kiếm được danh tiếng mà anh ấy không mong muốn. Mặc dù vậy, anh chắc chắn sẽ bị cuốn vào những hoàn cảnh kỳ lạ hơn. 1. Shumatsu Nani Shite Masuka, thể loại drama fantasy lãng mạn sci-fi. 500 năm đã trôi qua sau cuộc đại diệt chủng của loài người dưới bàn tay của quái vật bí ẩn và đáng sợ. Những chủng người còn sống sót hiện giờ đang trú ngụ tại những hòn đảo nổi trên bầu trời. Dù họ đã sống tách biệt, nhưng không thể thoát khỏi bọn quái vật kinh khiếp ấy. Leprechaun, một nhóm nhỏ những cô gái, tập hợp những người duy nhất có khả năng triệu hồi vũ khí cổ đại để chống lại cuộc xâm lăng của bọn quái vật. Sinh mạng của họ luôn bị đe dọa bởi những cái chết không thể lường trước. Trong trận chiến đó, một người đàn ông trẻ đã xuất hiện. Hóa ra, anh chính là người duy nhất còn sống sau thảm chiến 500 năm trước. Sau cùng, anh đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài trong băng đá. Anh chính là William. Một người không có khả năng chiến đấu nữa, William đóng vai trò như một người cha chăm sóc và nuôi nấng những cô gái Leprechauns. Dù trong nỗi đau chờ đợi người yêu của mình trong vô vọng, William và các cô gái dần hiểu được ý nghĩa của gia đình và điều đáng để bảo vệ trong khoảng thời gian này là gì.
Trên đây là top 10 anime, men và đạo được chuyển đến trường học phép thuật mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mà rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime ngay lập tức để mình cho ra mắt những top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!